Chương 601 nhưng cuối cùng, bà ta lại thua, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Lê Văn Vân thoáng xúc động. Người đàn ông trung niên đó đích thị là người đã cứu Lê Văn Vân, từ diện mạo tới cách nói chuyện đều cho thấy ông ta là người trung thực, hơn nữa còn là người vô cùng tốt bụng. Ông ta không đành lòng đứng nhìn Lê Văn Vân chết, nhưng đồng thời cũng không muốn rước thêm phiền toái đến cho bản thân, chỉ muốn sống yên bình. Không sao đâu, thú thực cũng chẳng đáng bao tiền đâu. À đúng rồi, Giờ cậu ta đã tỉnh lại rồi, không cần truyền đường gluco cho cậu ta nữa đâu, đợi đến khi chai truyền đỏ hết, anh cứ tháo kim tiêm ra là được nha. Thức ăn cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần ăn những món có dinh dưỡng chút là được, như thế sẽ giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn đấy." Bác sĩ Hàn nói. "Được, cái đó, bác sĩ Hàn, hy vọng bà đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, người trong thị trấn này đâu đâu cũng toàn kẻ lắm lời nhiều chuyện, tôi không muốn rước thêm họa đâu." giọng nói người đàn ông tuổi trung niên kia lại vang lên cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc hiển nhiên bác sĩ hàn đã rời đi rồi lê văn vân vẫn đang nằm trên giường hiện giờ lòng anh đang xúc động vô cùng từ cuộc nói chuyện có thể thấy hoàn cảnh gia đình người đàn ông này không được tốt lắm đến tiền thuốc men cũng không thể trả ngay rất nhanh sau đó người đàn ông lại đi tới sự cảnh giác trong ánh mắt ông ta vẫn hiển hiện rất rõ ràng nhưng ông ta dường như đã hạ quyết tâm Nhìn về Lê Văn Vân cười cười nói, cậu trai, tỉnh là may rồi, cậu cứ an tâm ở đây dưỡng thương. Chú à, cảm ơn. Lê Văn Vân vội vàng nói, không biết xưng hô thế nào ạ. À? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia hơi sửng sốt, dường như ông ta đang do dự không biết có nên nói ra tên mình hay không. Cháu thật sự không phải người xấu đâu. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia cắn chặt răng, sau một lúc lâu, ông ta mới thở dài một hơi nói, tôi tên Lý Vân, cậu cứ gọi tôi là chú Lý, còn đây là con gái tôi, tên Lý Giai Giao. Cảm ơn mọi người, cháu tên Lê Văn Vân, anh đáp. Lý Vân thở vào nhẹ nhóm, nghe thấy giọng điệu ôn hòa của Lê Văn Vân ông ta dường như đã buông bỏ được chút cảnh giác, sau đó quay đầu nhìn Lý Giai Giao nói, Giao Giao, con trông chừng Lê Văn Vân nhé, bố đi ra ngoài một chuyến, bữa tối hôm nay con đem con gà trong nhà cắt tiết rồi hầm lên nha lý giai giao hơi sửng sốt một chút nhưng cô ấy cũng không nhiều lời hỏi này hỏi nọ làm gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái lý vân tìm một bộ quần áo thay đồ xong thì lập tức rời đi lê văn vân nằm bên cạnh nghe thấy lời này thì cảm động không thôi gia đình này thật sự quá tốt bụng một con gà có thể là không nhiều nhận gì lắm nhưng đối với một gia đình có hoàn cảnh không được tốt lắm thì lại khác Họ vốn chẳng quen biết gì anh, nhưng lại sẵn sàng giang tay cứu người, còn nguyện ý giết một con gà để bồi bổ dinh dưỡng cho anh, điều này Lê Văn Vân có thể nhìn thấu được. Lê Văn Vân yên lặng nhớ kỹ, thầm dặn lòng đợi đến khi vết thương tốt lên chút, anh nhất định sẽ trả ơn họ gấp bội. Sau khi Lý Vân rời đi, Lý dài giao dường như không tập trung làm bài tập được nữa, cô ấy ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng sự cảnh giác trong đôi mắt của cô ấy vẫn chưa hề thuyên giảm dường như cô ấy muốn nói chuyện với Lê Văn Vân, nhưng lại không biết nên nói gì. Lê Văn Vân cũng đoán được suy nghĩ của cô ấy, vậy nên anh đã chủ động bắt chuyện trước. chương 602, anh Tấn, đây là họ hàng xa của tôi. Chỉ chốc lát sau, cô ấy đã ôm đồ chạy vào, miệng nói, cũng chỉ có đây thôi, bên ngoài còn hai thanh đao nữa, bố tôi để chúng trong nhà chính. Nhà chính ở đây là phòng khách. Lúc này, trong tay Lý Giai Giao chỉ có bốn món đồ, một cái điện thoại hỏng hóc một cái chìa khóa xe một cái thẻ kim cương ở ngân hàng tân hải và cả chứng minh thư của anh điều khiến lê văn vân không ngờ tới chính là chìa khóa xe thẻ kim cương của ngân hàng tân hải và cả chứng minh thư tất cả đều nguyên vẹn không sứt mẻ gì nhưng điện thoại di động thì đã bị hỏng hoàn toàn rồi lê văn vân vốn định mượn điện thoại xem có thể gọi cho phạm nhược tuyết được không nhưng kết quả anh không tài nào nhớ được số điện thoại phạm nhược tuyết hơn nữa theo suy nghĩ của anh nếu giờ gọi điện nhóm người phạm nhược tuyết sẽ tìm tới đây như vậy có lẽ sẽ càng khiến hai bố con họ lo lắng hơn anh cân nhắc sau đó quyết định từ bỏ nhân thời gian dưỡng thương ở đây anh có thể thải lỏng bản thân chút rồi đợi đến khi vết thương có chuyển biến tốt hơn có thể tự do đi lại khi ấy anh sẽ tự quay trở về anh muốn gì sao lý giai giao hỏi không có gì đâu tôi hơi một chút nên muốn ngủ một lát lê văn vân nói vậy anh mau nghỉ ngơi đi Lý Giai Giao vội vàng đáp. Lê Văn Vân mệt thật, nhưng mà anh không ngủ được, vì cơ thể anh quá đau. Lý Giai Giao lặng lẽ rời đi, không bao lâu sau, Lê Văn Vân nghe thấy tiếng gà gáy. Thật khó để tưởng tượng, một nữ sinh đang học cấp 3 giờ lại đang cầm đau giết gà. Về phần Lý Vân, mãi đến tối ông ta mới về, lúc trở về ông ta đưa cho Lý Giai Giao 500 tệ, kêu Lý Giai Giao hôm sau hãy mua nhiều thịt thêm chút, để lúc ông đi làm, trong nhà vẫn đảm bảo còn đồ ăn tẩm bổ cho Lê Văn Vân. Quả nhiên, vừa rồi ông ta đi ra ngoài là để vay tiền. Hai ngày nữa trôi qua, hôm nào Lý Vân cũng đi sớm về trễ. Lý Giai giao ngoan ngoãn ở nhà, phần lớn thời gian cô ấy để dành vào việc học bài, ngoài ra thì còn nấu ăn, thì thoảng sẽ tâm sự với Lê Văn Vân hoặc là bấm bấm điện thoại di động. Bác sĩ Hàn tới mỗi ngày để thay thuốc giúp Lê Văn Vân so với việc hai bố con lý vân dần buông lỏng cảnh giác với lê văn vân thì sự đề phòng của bác sĩ hàn với anh vẫn không hề thuyên giảm từ đầu đến cuối đều đề cao cảnh giác mỗi lần tới thay thuốc bà ta đều im lặng không hé răng nói bất cứ lời nào thay thuốc xong sẽ lập tức rời đi ngay đương nhiên thi thoảng sẽ thầm cảm thán khả năng tự chữa lành của lê văn vân cứ như vậy hai ngày thấm thoát trôi qua trong yên bình tối hôm nay lê văn vân đã có thể xuống giường đi lại được chút nhà Lý Giai Giao ở một ngôi làng nhỏ trên núi, đi bộ vào thị trấn cũng phải mất hơn 10 phút. Lý Vân làm việc trong thị trấn, chính xác thì ông ta là thợ mộc trong một xưởng sản xuất đồ nội thất. Thỉnh thoảng cũng có nhận thêm việc riêng. Nơi này cách khu vực thành phố Yên Kinh khoảng 200 cây em, không xa cũng không gần. Hôm nay, Lê Văn Vân đang ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà họ, mặc dù anh bị thương rất nặng, nhưng tình trạng sức khỏe hai ngày nay đã khấm khá hơn rất nhiều rồi ăn cơm thì lý dài dao cẩn thận đút anh từng miếng từng miếng một. Đồ anh đang mặc trên người là quần áo Lý Vân, không vừa vặn lắm nhưng vẫn mặc được. Hôm nay Lý Vân không vào thị trấn làm việc mà lại ngồi trước nhà chế tạo một số đồ dùng nội thất, dường như là nhận làm riêng cho vị khách nào đó. Chương 603 tôi sẽ tính giúp cậu. Nét mặt Lý Vân hơi đổi, ông ta nói, anh Tấn, không phải còn 4 ngày nữa mới đến hạn trả nợ sao? Xưởng tôi làm vẫn chưa trả tiền công cho thợ. Ngày trả nợ là do bọn tôi quyết định, tôi nói hôm nay trả là hôm nay trả, nếu còn không chịu trả, tiền lãi trong ba ngày này sẽ được tăng và tăng. Anh Tấn kia hờ hững nói, sau đó anh ta lại cười cười, nhìn chằm chằm vào Lý Giai Giao đứng cách đó không xa. Lý Giai Giao dường như có hơi sợ anh ta, cô ấy dừng việc giặt quần áo, bước vào trong phòng, đi ra phía sau Lê Văn Vân, cắn chặt răng, đứng yên. Lý Vân nghe anh ta nói vậy thì đổi sắc mặt, anh Tấn. Đùa ông thôi, anh Tấn cười he he nói, em gái giao giao, đừng sợ. Chú ấy thiếu các người bao nhiêu? Ngay lúc này, Lê Văn Vân người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng hỏi. Lời nói của Lê Văn Vân vang lên hơi đột ngột, điều này cũng khiến anh Tấn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu tiên họ chỉ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, phần lớn cơ thể của Lê Văn Vân được quấn bằng băng gạc, chủ yếu là do vết đâm của anh quá nhiều. Ngoài cảm giác hơi tò mò thì họ không nghĩ quá nhiều. Kết quả không ngờ rằng vào lúc này Lê Văn Vân lại chủ động hỏi đến. Anh Tấn tên đầy đủ là Lôi Tấn, là một tay xã hội đen trong thị trấn. Tất nhiên, ngày nay, bọn xã hội đen không dựa vào kiểu đánh nhau hay thu phí bảo kê để kiếm cơm nữa. Lôi Tấn này đã thành lập một công ty đòi nợ ở thị trấn, đòi nợ chuyên nghiệp. Sau đó ông ta mở một quán trà trong thị trấn, là nơi để người dân trong thị trấn đến chơi mặt trược. Sau đó những người không có tiền sẽ hỏi vay tiền ông ta, Lúc này ông ta sẽ xem xét thực đơn. Đối với một số người, ông ta không tính lãi suất. Đối với một số người, ông ta tính lãi suất rất thấp, mà người ông ta bảo đảm có thể ăn được thì ông ta sẽ ra 9 về 13, cho vay nặng lãi. Cái gọi là chuyên nghiệp mà, có đủ loại phiền phức ùn ùn kéo đến. Mẹ của Lý Giai Giao đã vay tiền của ông ta, vào thời điểm đó, bà ta đã vay 10 vạn. Về phần hiện tại là bao nhiêu tiền, chỉ có ông ta mới biết. Nghe Lê Văn Vân nói, đám người lôi tấn vô cùng hào hứng nhìn qua, lôi tấn nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, cười hỏi, thế nào? Cậu định giúp họ trả hết một lần luôn à? Lý Giai Giao đứng phía sau Lê Văn Vân, khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của lôi tấn quét qua thì sắc mặt biến đổi, vội vã sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn ông ta. Rõ ràng trong lúc bình thường, cô ấy đã bị lôi tấn gạ gẫm rất nhiều. Lê Văn Vân ngồi ở đó, thật ra cơ thể vẫn không thể dùng quá nhiều sức, bình thường thì khi xuống giường vẫn phải nhờ Lý Giai giao đỡ mới đứng dậy được. chương 604 hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Trên thực tế, là một thợ mộc, thu nhập của Lý Vân không hề thấp. Mỗi tháng ông ta có thể kiếm được hơn một vạn từ công việc riêng và tiền lương trong xưởng sản xuất đồ nội thất, nhưng tất cả số tiền đó đều lấy đi trả nợ hết rồi khiến hai bố con họ sống rất cực khổ. Sao hả, định quyệt nợ à? Ánh mắt lôi tấn trầm xuống, sau đó ông ta đá văng đồ đạc mà Lý Vân đang làm bay ra ngoài. Ông ta trợn mắt nhìn Lý Vân nói, ông già mắc dịch, tính quy nợ phải không? Tôi, sắc mặt của Lý Vân cực kỳ khó coi. Lôi tấn cười nhạt nói, mẹ kiếp, xem ra gần đây tôi dễ tính quá rồi đó. Tôi nói cho ông biết, Lý Vân, tôi có hàng trăm cách để đùa chết ông đấy, nếu còn không được thì tôi sẽ bản đứa con gái xinh đẹp của ông đi, với nhan sắc này có thể bán được giá cao đó lúc này lê văn vân mới cau mày nói người anh em ông cho vay nặng lãi là bất hợp pháp đấy mày nói cái gì lôi tấn chợt nhìn lê văn vân sau đó ông ta bước từng bước đi về phía anh rồi bất ngờ đập cuốn sổ nợ vào người lê văn vân nếu là trước đây lê văn vân có thể dễ dàng tránh ra còn có thể mạnh mẽ đạp đám người lôi tấn trước mặt xuống đất nhưng bây giờ tình trạng thể chất của lê văn vân quá tệ theo bản năng muốn né tránh nhưng thân thể lại không nghe theo quyển sổ đập vào vai Lê Văn Vân, ở ngay vị trí đó có một vết thương nên một cơn đau dữ dội ập đến. Vết thương lại bị rách toạc ra, miếng gạc bắt đầu từ từ đỏ lên. Lúc này, lôi tấn bước tới chỗ Lê Văn Vân, ông ta nắm lấy cắm Lê Văn Vân nói, nhóc con, phạm pháp sao? Con mẹ mày đi tố cáo tạo đi, số tiền này một xu cũng đừng hòng thiếu. Mẹ kiếp, mày có tiền trả không? Nếu không có thì đừng có mà nổ. Nói đến đây, ông ta cười khẩy tao nhớ mày đã nói sẽ trả lại tiền cho họ mà lê văn vân thở dài hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt tôi không có nhiều tiền như vậy lê văn vân bình tĩnh nói không phải anh không có thẻ ngân hàng tân hải ở ngay đỏ đương nhiên là đủ tiền để trả rồi nhưng vừa nhìn là biết lôi tấn này cũng không phải người tốt gì nếu đột nhiên tên này phát hiện lê văn vân có tiền thì không chắc sẽ làm ra những chuyện gì nữa vì vậy lê văn vân đã chọn cách giả vờ không có tiền không có tiền thì nói cái chó gì lôi tấn đẩy lê văn vân xuống đất ôi lê văn vân không khỏi hít sâu một hơi vì cơn đau dữ dội hỏi anh lê văn vân anh không sao chứ lôi tấn cười khẩy ông ta nói với đàn em của mình các anh em đánh chết thằng mốc không biết tốt xấu này cho tao sắc mặt lý vân thay đổi ông ta chạy nhanh tới nói anh tấn anh tấn tôi nhận số tiền này tôi nhận số tiền này anh đừng đánh người thân này của tôi đang bị thương nặng nếu đánh nữa sẽ chết đấy anh cũng không muốn mang tiếng xấu phải không lôi tần liếc nhìn lê văn vân đang quấn đẩy băng sau đó hử giọng được tháng này dù thế nào thì ông cũng phải trả tôi hai vạn ba ngày sau tôi tới lấy con mẹ nó nếu tôi tới mà không có tiền thì tự ông nghĩ tới hậu quả đi nhất định nhất định lý vân vội vàng nói sau đó lôi tấn liếc lê văn vân rồi đi tới bên cạnh chúng ta đi Đợi ông ta đi khỏi, Lý Vân nhìn Lê Văn Vân hỏi, "Người anh em, cậu không sao chứ?" Lê Văn Vân nhìn ông ta, thầm thở dài. Trong khoảng thời gian này, không thể nói là không cảm động, Lê Văn Vân biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lý Vân. Chương 605: Người tốt bụng sẽ được đền đáp. Lý Vân vẫn là Lý Vân, ông ta hiền lành tử tế nhưng hiền lành tử tế vẫn không thể xua tan nợ nần và đói nghèo được. Ông ta an phận thủ thường, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định không muốn va chạm với những chuyện tạp nham khác. Ông ta biết Lê Văn Vân không phải là người thường, dù sao ở thời đại ngày nay, không ai lại mang theo hai thanh đao, cũng không có ai bị chém hơn cả chục nhát đao mà vẫn chưa chết. Thấy Lý Vân không muốn nói những chuyện này nên Lê Văn Vân cũng không nói nữa. "Giúp, chắc chắn anh sẽ giúp họ." Lê Văn Vân là người biết báo đáp ân tình. Bố của Nguyễn Vũ Đồng đã cứu mạng anh, anh đã đền đáp trong 3 năm nếu không phải hai mẹ con nhà kia ác độc thì có lẽ anh đã có một cuộc sống êm đẹp với cô ta lần này lý vân đã cứu mạng anh đương nhiên anh sẽ báo đáp ba ngày hà cũng không biết sức khỏe có thể khôi phục được bao nhiêu lê văn vân vuốt mũi nói lý vân hút liên tiếp mấy điếu thuốc sau đó dập tàn thuốc đứng dậy lấy đồ đạc lôi tấn đã đá văng về bắt đầu lắp ráp lại ông ta vẫn phải làm còn phải tiếp tục trả tiền mặc dù ông ta biết có thể số tiền kiếm được của cả đời này sẽ rơi vào tay lôi tấn nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục làm ông ta không dám đi báo cảnh sát vì sợ làm vậy thì lý giai giao sẽ không được bình an dù vất vả mệt nhọc đến đâu ông ta cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng điều ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái của mình rõ ràng xinh đẹp như vậy mà phải sống trong nghèo khổ lê văn vân yên lặng nhìn thấy tất cả chuyện này cảm thấy thổn thức trong lòng người tốt bụng sẽ được đền đáp, Lê Văn Vân thì thầm. Hai ngày sau, mỗi ngày Lê Văn Vân đều có thể cảm giác được Lý Vân ngủ không ngon giấc, dường như vì không thể gom đủ hai vạn đó mà ông ta đứng ngồi không yên. Hai ngày nay tâm trạng của Lý dài Giao cũng rất kém, cô ấy nói rất ít, mặc dù bình thường có ấy cũng chẳng nói nhiều vì hơi ngại ngùng, chỉ khi Lê Văn Vân chủ động nói chuyện với cô ấy thì cô ấy mới nói thêm vài câu mà thôi. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà vì nghèo khổ lại rất tự ti. Ban ngày Lý Vân vẫn đi sớm về khuya, sau khi trở về lại tiếp tục làm đồ trang trí nội thất dưới ánh đèn mờ ảo. Thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ một mình. Người đàn ông lương thiện này có vẻ rất mệt mỏi và bối rối. Trong hai ngày tiếp theo, cơ thể Lê Văn Vân đã khỏe hơn một ít, tất nhiên còn phải mất một khoảng thời gian để vết thương lành lặn hoàn toàn. Mà sức khỏe vẫn còn rất yếu, những di chứng do sử dụng hết sức bình sinh để lại còn quá lớn. Trước đây Lê Văn Vân đã từng sử dụng chiêu này, đều do Phạm Nhược Tuyết giúp anh điều trị và vật lý trị liệu, anh phải mất ít nhất là 10 ngày, nhiều nhất là một hoặc hai tháng thì chân khí trong cơ thể mới xuất hiện lại được. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào chính mình, có quỷ mới biết còn phải mất bao lâu. May mắn thay, bây giờ anh còn có thể từ từ rời khỏi giường và tự đi bộ, nhưng cũng không được xa lắm. Ngày thứ ba, chỉ còn một ngày cuối cùng là tới ngày hẹn lôi tẩn đến thu tiền. Theo thường lệ, Lý Vân đi ra ngoài từ sớm, lúc đi ra ngoài trong lòng ông ta đầy tâm sự. Lý Giai Giao cũng vô cùng lo lắng. Thời hạn càng đến gần, vẻ mặt của hai bố con họ càng trở nên nghiêm trọng, mấy ngày nay Lê Văn Vân đã không thấy nụ cười trên mặt họ rồi. Buổi trưa, Lê Văn Vân nằm ở trên giường, nhìn Lý Giai Giao ở bên cạnh đọc sách. Rõ ràng là Lý Giai Giao không thể đọc vô đầu được, cô ấy cứ đứng ngồi không yên. Giao Giao, Lê Văn Vân lên tiếng, Lý dài dạo quay đầu lại, đôi mắt cô đỏ hoe, vội vàng hỏi, muốn xuống giường đi vệ sinh à? Audio điện tử võ tấn bền chương 606, lấy tất cả đồ đạc của anh đi theo luôn. Đúng vậy, nghĩ tới tương lại là một bóng ma tâm lý, nợ nần chồng chất, làm sao cô ấy đảm nghĩ tới. Một cô gái 16 tuổi mới lớn, xinh đẹp như vậy, cô ấy thậm chí còn không có dũng khí để tưởng tượng về tương lai trong lòng anh càng căm giận lôi tấn hơn. Đỡ anh dậy, Lê Văn Vân mỉm cười nói với cô ấy. Lý Giai Giao lau nước mắt, sau đó đỡ Lê Văn Vân xuống giường, hỏi đi vệ sinh à. Lê Văn Vân lắc đầu nói, không, anh muốn đi lên thị trấn một chuyến. Lý Giai Giao sửng sốt, vội vàng nói, hôm qua bác sĩ Hàn nói sức khỏe của anh đã hồi phục được một ít nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nơi này đến thị trấn phải mất 10 phút đi bộ, hôm nay trời lại nóng, lỡ như miệng vết thương bị nhiễm trùng phải làm sao? Lê Văn Vân cười nói, không sao. Lê Văn Vân biết rõ rằng trước ngày mai sức khỏe của anh cũng không hồi phục được bao nhiêu, đương nhiên anh cũng không có cách chống lại lôi tấn, nhưng anh biết Lý Vân muốn gom được hai vạn này cũng rất khó khăn. Vì vậy, anh phải làm gì đó? Lý Giai Giao không thể lay chuyển được Lê Văn Vân nên đành phải gượng cười, được rồi, để em dìu anh đi lên thị trấn. Lấy tất cả đồ đạc của anh đi theo luôn. Lê Văn Vân nói. Lý Giai Giao gật đầu, sau đó đi lấy chìa khóa xe, chứng minh thư và thẻ kim cương ngân hàng Tân Hải của Lê Văn Vân lại đây. Lê Văn Vân ném chìa khóa xe lên giường, cầm lấy chứng minh thư và thẻ kim cương rồi nhờ Lý Giai Giao dìu đi ra ngoài, chậm rãi đi về phía thị trấn. Đồng thời, tại Yên Kinh, trong căn nhà lớn của Lê Văn Vân đang sống. Phạm Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đã 5 ngày, Lê Văn Vân mất tích đã 5 ngày rồi, cho tới nay vẫn không có tin tức gì về Lê Văn Vân. Trong lòng Phạm Nhược Tuyết vô cùng tuyệt vọng và lo lắng. Nhưng ít nhất là chưa tìm thấy thi thể của Lê Văn Vân nên cô vẫn còn một tia hy vọng. Bác sĩ Phạm, cô nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay cô ngủ rất ít, Lý Tiểu U nhìn bác sĩ Phạm buột miệng nói. Bác sĩ Phạm, cô hãy nghỉ ngơi đi, hơn nữa, tôi không thể ở lại yên kinh được nữa, tôi có một nhiệm vụ, cần phải rời khỏi đây. Lữ Dương nói, anh cứ đi trước đi, Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn Lữ Dương. Lữ Dương hơi sửng sốt, sau đó thở dài nói, được, vậy tôi đi trước, Tiểu Nam, cô nhớ khuyên nhủ bác sĩ Phạm nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi Lữ Dương đi rồi, Lý Tiểu U nhìn Phạm Nhược Tuyết và nói, bác sĩ Phạm, tại sao ban đầu cô lại cứ phải làm như thế chứ? Rõ ràng là cô rất thích anh Lê Văn Vân, tại sao lại hung dữ với anh ấy như thế? chương 607 em biết chắc chắn anh vẫn còn sống mà. Còn Long ưng đài đứng bên cạnh thở dài thường thượt. Quả thật tình trạng cơ thể của Lê Văn Vân cực kỳ tồi tệ, sau khi tuôn ra năng lượng lúc gần chết thì trình độ suy yếu của cơ thể đã hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của anh. Lúc này anh cực kỳ nhớ nhung phạm nhược tuyết. Đường đi 5 phút đối với người bình thường, nhưng đối với anh thì gần như cứ mười mấy mét lại phải nghỉ ngơi một trận. Hơi 12 giờ chưa bọn họ xuất phát, lúc đến chấn trên đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đã là 2 giờ chiều. Sau đó anh lại được đối phương dìu tới ngân hàng, anh ngồi xuống ghế của ngân hàng, trì hoãn nửa tiếng, Lê Văn Vân mới thở dài một hơi, rồi đi tới trước máy rút tiền, rút ra hai vạn. Sau đó buổi chiều, anh được Lý Giai giao dìu tới tiệm điện thoại để mua điện thoại, rồi làm lại sim điện thoại. Sau khi điện thoại bị báo hỏng, sim của anh không thể sử dụng được nữa lê văn vân làm nhiều chuyện như vậy chỉ với một mục đích đó là anh muốn liên lạc với phạm nhược tuyết bây giờ tình trạng cơ thể anh hoàn toàn không cho phép anh đi giúp đỡ hai bố con lý vân nếu trực tiếp trả tiền lại có lẽ sẽ gây ra chút rắc rối không cần thiết nên anh lựa chọn chủ động ra ngoài mua sim điện thoại để liên lạc với phạm nhược tuyết mặc dù anh không nhớ rõ số điện thoại của phạm nhược tuyết nhưng anh có wechat của phạm nhược tuyết wechat gắn liền với điện thoại lúc trước sim điện thoại của Lê Văn Vân bị báo hỏng, nên anh không thể nào dùng điện thoại của người khác để đăng nhập WeChat. Do đó anh phải đích thân ra ngoài một chuyến để làm lại sim điện thoại mới được. Lúc làm xong mấy chuyện này đã là 5 giờ chiều. Từ đầu đến cuối, Lý Giai Giao đều không hỏi gì nhiều, cô ấy lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh Lê Văn Vân, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân rút tiền. Cô ấy cũng không nói gì, cũng không dò hỏi Lê Văn Vân đòi thù lao gì đấy. Thậm chí cô ấy rất ít nói. Sau khi rút tiền, khởi động điện thoại xong, bọn họ mới từ từ quay về nhà bọn họ lần nữa. Ra khỏi trần, sau khi xung quanh đã không còn ai, Lê Văn Vân mới lấy điện thoại ra đăng nhập vào WeChat, rồi anh tìm WeChat của Phạm Nhược Tuyết để gọi video. Mấy ngày nay, tâm trạng của Phạm Nhược Tuyết rất tồi tệ, phần lớn thời gian đều ôm điện thoại mong ngóng. Cho dù có biết lúc nào Lê Văn Vân mới liên lạc với mình. Cô không biết liệu Lê Văn Vân có còn sống hay không. Cô không biết dù Lê Văn Vân còn sống, có mất trí nhớ như ba năm trước nữa không? Nhưng cô vẫn mong ngóng. Buổi trưa dưới sự thúc giục của Lý Tiểu U, cô bất đắc dĩ ngủ được hai tiếng, nhưng chất lượng ngủ vẫn không được tốt cho lắm. Rồi cô lại bò dậy, vừa trông chờ tin tức của người gác đêm, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Reng reng reng, chương 608, dạo này, không phải của tôi. Cả người không có một chút sức lực, toàn thân mềm nhũn trên người bị chém người mấy nhát dao nhưng chắc không có gì to tát có lẽ nghỉ dưỡng một khoảng thời gian là ổn thôi lê văn vân ngẫm nghĩ nói lý giai dao ở bên cạnh cầm điện thoại nghe lê văn vân nói thế thì hình như hơi sợ hãi nên tay khẽ run lên nhưng nghĩ mấy ngày nay hình như lê văn vân là người rất tốt nên cô ấy nghiến răng vẫn đứng vững lại anh gửi địa chỉ cho em đi em sẽ tới đó ngay phạm nhược tuyết vội nói lê văn vân gật đầu đáp để anh phát định vị cho em, sau khi em đến chấn trên rồi thì tìm. Một bác sĩ tên là Hàn Phượng, bảo bà ta dẫn em tới tìm anh là được. Đúng rồi, em dẫn theo ít người tới đây, anh cần phải phô trương một tí. Em biết rồi, Phạm Nhược Tuyết dứt khoát cúp máy. Lê Văn Vân nhanh chóng phát định vị qua cho cô, rồi Phạm Nhược Tuyết nhắn lại, hai tiếng nữa sẽ tới. Sau khi cúp máy, Lý Giai Giao muốn nói lại thôi nói, anh Lê Văn Vân, em. Em và bố em, không muốn gây sự. Lê Văn Vân im lặng nhìn dáng vẻ này của Lý Giai Giao, hình như sự mềm mại trong tim anh đã bị chạm phải, anh rất muốn xoa đầu Lý Giai Giao, nhưng anh thật sự không nhấc tay lên nổi, nên cười đáp, Giao Giao, em cứ yên tâm, anh là người tốt, hơn nữa còn là người rất rất tốt. Nhưng, anh, có sao, anh còn nói bị người khác chém người mấy nhát dao có phải anh là người của xã hội đen đúng không? Hình như cuối cùng cô ấy không dám hỏi cho lắm. Lê Văn Vân nhìn Lý Giai Giao, rồi khẽ cười đáp, anh không phải. Hai người vừa nói vừa chậm rãi đi về nhà, lúc đến nhà đã là 7 rưỡi rồi. Em phải đi nấu cơm đây, lát nữa bố em sẽ về, Lý Giai Giao nói. Lê Văn Vân gật đầu. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế ở nhà chính. Chiếc ghế là do Lý Vân tự làm, nên ngồi rất thoải mái. Chưa được bao lâu, Lý Vân cũng quay về, ông ta mặt mày ủ rũ, ngược ôm một sắp tiền, Lê Văn Vân liếc nhìn, cùng lắm cũng tầm một vạn, có lẽ vẫn còn chút khoảng cách. Chân trước ông ta vừa tới nhà, chân sau bên ngoài đã có đèn pin sáng lên. Bọn họ tới rồi à, trong lòng Lê Văn Vân mừng rỡ. Dù gì bây giờ cũng trôi qua tầm hai tiếng đồng hồ rồi, có lẽ Phạm Nhược Tuyết từ Yên Kinh tới đây cũng gần tới rồi. Lúc anh nhìn thấy rõ người tới thì khẽ cau mày. Người tới không phải là Phạm Nhược Tuyết mà là Lôi Tấn ông ta dẫn theo bảy tám người đi vào trong nhà, lúc Lý Vân nhìn thấy ông ta thì sắc mặt hơi thay đổi. Lôi tấn rất tự nhiên, ông ta liếc nhìn Lý Giai Giao ở bên cạnh rồi nói, ôi chao, Giao Giao đang nấu cơm à, đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp như thế mà dùng để nấu cơm thì lãng phí lắm. Sắc mặt Lý Vân hơi thay đổi nói, anh Tấn, chẳng phải anh nói là ngày mai à? Ông đây nói là ngày mai, nhưng chẳng phải hôm nay ông đã được phát lương rồi à? Lôi Tấn mắng, ông giao tiền ra đây. Lý Vân run rẩy, rồi rút ra một sấp tiền nói, đây là toàn bộ số tiền trong tháng này của tôi, tổng cộng là một vạn hai, còn chút tiền riêng không nhận được, anh có thể. Tôi nhớ tôi đã nói là hai vạn rồi mà, lôi tẩn hờ hững đáp. Lý Vân run rẩy nói, anh, có thể thư thả cho tôi mấy ngày được không? Thư thả ư, lôi tấn cười chế diếu, thư thả mấy ngày cũng được thôi, các anh em, kéo giao giao tới đây cho tôi, bảo giao giao ngủ với tôi một đêm, cô ấy là lần đầu tiên nên tôi sẽ giảm cho ông 10 vạn thế nào. Tôi không cần, Lý Vân bỗng biến sắc. Sắc mặt Lê Văn Vân cũng hơi thâm trầm, anh không ngờ lối tấn này lại dám to gan như vậy. Mấy người đó thật sự đi tới, định kéo Lý Giai giao đi. Vụt, đúng lúc này, mắt lồi tấn bỗng lóe lên, ánh mắt ông ta nhìn vào trong góc nhà, dạo vô danh và giao phá không của Lê Văn Vân đang nằm ở trong đó. Dưới ánh đèn, hai thanh đao sáng chói, vừa nhìn đã biết là món đồ tốt. Lôi tấn đi qua đó, rồi cầm hai thanh đao lên xem, chật chật, giao tốt. Tôi nói này lão Lý, không ngờ trong tay ông có món đồ tốt thế này, mà ông lại không nói ra. Các cậu ngừng tay trước đi. chương 609, là thằng danh nhà mày báo cảnh sát đúng không? E rằng phải dùng đầu của ông mới đổi được hai thanh đao này. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, rồi khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười khinh bỉ anh nhìn lôi tấn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ cương quyết, khinh thường và phẫn nộ. Lôi tấn nghe Lê Văn Vân nói thế, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân thì không khỏi nổi ra gà khắp người. Nhưng trên mặt ông ta nhanh chóng lóe lên tia hung ác, rồi bóp cổ Lê Văn Vân, rứt khoát đè anh xuống ghế nói, danh con, mẹ nó mày dám uy hiếp tao. Ông đây nói cho mày biết, tao mặc mà kệ mày bị thương thế nào, nhưng mày đừng có mà giả vờ hung ác trước mặt ông đây. Lý Vân có họ hàng nào, ông đây là người rõ nhất nếu ông ta có họ hàng lợi hại đã sớm tới tìm tôi để giải quyết rắc rối rồi không ngờ mày lại dám uy hiếp tao mày chán sống rồi đúng không cổ bị bóp chặt vết thương cũng đau nhói nhưng trên mặt lê văn vân vẫn hiện lên vẻ khinh bỉ tiếng bước chân bên tai anh ngày càng rõ ràng đồng thời ở phía cửa hai người mà lôi tấn để lại để canh chừng bên ngoài cũng không khỏi xuất hiện tình huống bất ngờ đúng lúc này một người hoảng loạn chạy vào nói anh tấn có có người tới ai thế lôi tấn bỗng nhìn về phía lý vân hỏi các ông đã báo cảnh sát à vẻ mặt ông ta hơi kiêng kỵ dù sao cũng là cho vay nặng lãi suy cho cùng chuyện này cũng vi phạm pháp luật ông ta nhìn về phía lý vân bằng ánh mắt tràn ngập sự hung ác và uy hiếp lý vân nhìn thấy ánh mắt này thì cực kỳ sợ hãi ông ta vội nói tôi không có tôi thật sự không có Lôi tấn bỗng nhìn về phía Lê Văn Vân, là thằng danh nhà mày báo cảnh sát đúng không? Lê Văn Vân khẽ cười không nói gì, vẻ mặt vẫn khinh bỉ. Được lắm, danh con, mày hãy nhớ đấy, mày đã gây thêm rắc rối cho bố con Lý Vân, sau này mày sẽ hiểu thôi. Lôi tấn đen mặt nói. Lý Vân và Lý Giai Giao ở bên cạnh nhất thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ không dám báo cảnh sát, phần lớn là vì dù lôi tấn ngồi tù thì khoản tiền này vẫn còn đó, người khác vẫn sẽ tới gây sự với bố con bọn họ. Anh Tấn, hình như bọn họ, không phải là cảnh sát tuần tra. Đúng lúc này, tên chạy vào kia bỗng lên tiếng. Hả, lôi Tấn nhíu mày hỏi, ý cậu là sao? Bởi vì có nhiều người lắm, em cảm thấy trên trần chúng ta không có nhiều cảnh sát tuần tra đến thế. Tên chạy vào nói. Đúng vậy, trên con đường nhỏ vùng quê, lúc này. Có hơn 100 ánh đèn flash đang lấp lẽ, bọn họ đi dọc trên con đường nhỏ vùng quê, kéo thành một hàng dài, như bầu trời đầy sao, đang không ngừng tới gần nhà của Lý Vân. chương 610 không phải là người bình thường. Chiến đấu đến khi không còn đường lui. Tiếng hét rất lớn, vang vọng cả núi rừng. Tiếng hét đồng thanh này đã khiến chán lôi tấn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong lòng ông ta hơi lạnh lẽo. Ông ta không biết người gác đêm mà Lê Văn Vân nói là gì, nhưng ông ta biết chắc chắn rằng Lê Văn Vân không phải là người bình thường lúc ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng dáng xinh đẹp đã lao về phía cửa bằng tốc độ cực kỳ đáng sợ cô sở hữu gương mặt tuyệt đẹp trên người đeo một chiếc hộp thuốc lúc cô nhìn thấy lê văn vân bị lôi tấn đẻ xuống ghế thì đôi mắt nhất thời lạnh lẽo rồi cô di chuyển không ai nhìn thấy rõ cô ấy đã đi tới trước mặt lôi tấn bằng cách nào đợi tới khi bọn họ phản ứng lại thì lôi tấn đã phát ra tiếng hết thảm thiết tay ông ta nhanh chóng bị dao phẫu thuật xẹt qua dao dao chú lý mau nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Lê Văn Vân vội nói với Lý Giai Giao và Lý Vân. Nhưng bây giờ hai người đã hoàn toàn ngây dại, không hề nghe lọt lời nói của Lê Văn Vân, mà trợn tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra ở trước mắt. Hình như Phạm Nhược Tuyết cực kỳ phẫn nộ, hai tay cô như cánh bướm xòe ra, không ngừng vung qua vung lại với tốc độ rất nhanh. Lôi tấn chỉ cảm thấy, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, trên người mình đã trúng mấy chục nhát dao. Bịch, một lúc sau ông ta nằm xuống sàn ngay cơn đau toàn thân đã khiến ông ta không nhịn được phát ra tiếng hết thảm thiết quần áo ông ta đều là vết rách máu tươi liên tục chảy ra bên ngoài cho dù là lê văn vân nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hãi hùng khiếp vía anh mím môi nói em định đâm chết ông ta à phạm nhược tuyết cất dao phẫu thuật hờ hững nói mỗi nhát dao đều không phải nhất trí mạng lê văn vân không còn gì để nói đồng thời trong lòng thầm nói tuyệt đối không được chọc bác sĩ nhất là bác sĩ như phạm nhược tuyết lôi tấn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao ông ta thật sự nhận thua rồi người ra tay với ông ta là một phụ nữ nhưng ông ta lại hoàn toàn không có sức để chống cự toàn bộ người ở trong nhà đều hoàn toàn ngây dại cộp 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 đúng lúc này tiếng bước chân bỗng vang lên lý giai dao nhìn thấy một bóng dáng hơi mập mạp đang chạy vào nhà đó là hàn phượng bà ta chạy vào nhà rồi ôm trầm lấy Lý Giai Giao nói, cháu không sao chứ, không sao chứ. Ánh mắt bà ta mang theo vẻ sợ hãi, như thể chưa hiểu rõ tình huống. Cùng lúc đó, mọi người đều không chú ý tới, ngoài cửa có một đám người đang bắt đầu đi tới, trong tay bọn họ đều cầm điện thoại, tất cả đều đang bật đèn flash. Audio điện tử võ tấn bền chương 611 ba người này đều có ơn với Lê Văn Vân. Hàn Phượng là bị Phạm Nhược Tuyết kéo thẳng tới đây, thậm chí cô còn không nói rõ là tình huống gì cho bà ta biết, mà đi vào phòng khám bệnh của bà ta rồi kéo thẳng bà ta lên xe, bà ta không dám phản kháng mà dẫn bọn họ tới đây, nhất là lúc xuống xe đi lên đường núi, đầu của Hàn Phượng sắp nổ tung rồi. Bà ta nhìn thấy toàn bộ đám người này đều vác theo đao, cảnh tượng này thật sự khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Bà ta rất hối hận khi đã chữa bệnh cho Lê Văn Vân, cũng oán trách Lý Vân tự đừng lo chuyện bao đồng, cứu Lê Văn Vân về nhà nhưng sau khi đến đây, gần như là theo bản năng, bà ta vẫn muốn che chở cho Lý Giai Giao. Đáy lòng Hàn Phượng cũng là người lương thiện, bằng không bà ta cũng không chạy tới đây khám bệnh cho Lê Văn Vân mỗi ngày. Ba người này đều có ơn với Lê Văn Vân. Tất nhiên Lê Văn Vân sẽ lựa chọn báo đáp ơn cứu mạng rồi. Mặc dù con người Lý Vân lương thiện, nhưng lại không muốn trêu chọc thị phi, ông ta đã cứu Lê Văn Vân, nhưng chưa từng cảm thấy Lê Văn Vân là người tốt. Ông ta khác với kiểu người khá ngây thơ chưa va chạm nhiều như Lý Giai Giao, trong lòng ông ta vẫn chưa tháo gỡ sự phòng bị đối với Lê Văn Vân. Do đó Lê Văn Vân hiểu rõ, cho dù sau này mình giúp đỡ ông ta, chưa chắc ông ta đã chịu chấp nhận, bởi vì ông ta không muốn chiêu chọc chút rắc rối. Lê Văn Vân nghĩ ra chiêu này là để cho bọn họ biết anh là người gác đêm. Hơn nữa anh bảo Phạm Nhược tuyết dẫn một đám người người gác đêm tới đây, nhìn thấy trận thế mỗi người vác hai thanh đao, mặc đồng phục, đeo mặt nạ. Đến lúc đó anh có muốn giải thích với bọn họ cũng dễ dàng hơn, đợi sau khi bọn họ tin tưởng rồi, việc đền ơn của Lê Văn Vân cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là anh định giải quyết triệt để tên Lôi Tấn này. Thời đại này còn cho vay nặng lãi rầm rộ sôi nổi, đám người này nên chịu trừng phạt rồi. Trấn trên này bị Lôi Tấn chèn ép, chắc chắn không chỉ có nhà của Lý Vân, mà còn rất nhiều người khác nữa. Lê Văn Vân cũng không định giao lôi tấn cho cảnh sát, mà anh định lưu đầy tên này tới khu tội ác. Nếu tổng ông ta vào tù thì quá tiện nghi cho ông ta, cả đời này ông ta ức hiếp người khác như thế, nên nửa đời còn lại cũng phải bị người khác bắt nạt mới. Được. Ôi chao, đúng lúc này, ở cửa, một người đàn ông cao lớn tháo mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt chính là Phó Vũ. Sau khi phát hiện ra vị trí của Lê Văn Vân, mặc dù anh ta và Lê Văn Vân không hợp nhau, nhưng anh ta vẫn đích thân dẫn đội tới đây. Anh ta đi vào trong nhà, thấy Lê Văn Vân bị trói như cái bánh trưng thì cười hì hì, rồi chọc tới chọc lui mấy vết thương trên người Lê Văn Vân nói, ôi chao, không ngờ thằng nhãi như cậu cũng có ngày này, chật chật, y như cái bánh trưng, ôi giới, vết thương này nhìn mà sướng quá đi mất. chương 612 anh không ngại giải thích cho ba người. Lê Văn Vân để mặc cho Phạm Nhược Tuyết kiểm tra cho mình, đồng thời anh cũng giải thích với mấy người Lý Vân, chú Lý, chứ đừng đề phòng như thế, lúc nãy chú cũng nhìn thấy rồi đấy, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, lưng vác hai thanh đao, chú đã bao giờ chứng kiến mấy tên côn đồ có quy. Mô, trận thế, khẩu hiệu như này chưa? Tụi cháu không phải là người xấu, hơn nữa còn là người tốt bẩm sinh, tụi cháu là người gác đêm, là người bảo vệ sự hòa bình cho thế giới này. Anh không ngại giải thích cho ba người. Lúc trước cháu bị thương cũng là vì chiến đấu với người xấu, nên mới dẫn tới bị thương nặng suýt chết, lê văn vân sờ mũi nói chú có thể hiểu tại cháu thành một tiểu đội đặc biệt cuối cùng anh hét toáng lên bởi vì phạm nhược tuyết đang đè lên vị trí đan điền của anh khiến cả người anh co quắp lại chỗ này rất đau đúng không phạm nhược tuyết hỏi lê văn vân gật đầu đang định giải thích tiếp thì đúng lúc này lý tiểu u bỗng cười nói anh lê văn vân anh hãy ngoan ngoãn để bác sĩ phạm kiểm tra cơ thể cho anh đi bên bọn họ cứ giao cho tôi giải thích với họ không thể không nói sức cảm hóa của Lý Tiểu U mạnh hơn Lê Văn Vân rất nhiều. Sau khi Lý Tiểu U giải thích tường tận cho bọn họ về sự tồn tại của người gác đêm thì dần dần ba người đã bắt đầu tin tưởng, cũng nhìn Lê Văn Vân bằng cặp mắt khác xưa. Bởi vì trong giọng điệu của Lý Tiểu U, Lê Văn Vân giống như một anh hùng khiến Lê Văn Vân nghe đến mức hơi xấu hổ. Cuối cùng, ánh mắt căng thẳng sợ hãi mà mới đầu Lý Giai Giao nhìn Lê Văn Vân đã trở nên tràn ngập vẻ sùng bái. Phạm Nhược Tuyết mở hộp thuốc ra, bắt đầu thay thuốc, băng bó lại cho Lê Văn Vân. Tay nghề và trình độ chuyên môn của cô khiến Hàn Phượng sáng mắt. Cuối cùng Lý Tiểu U nói, nói tóm lại là thế đó, sự tồn tại của chúng tôi là bí mật đối với người bình thường, ba người đã cứu anh Lê Văn Vân, thật ra theo lý mà nói thì chúng tôi không nên nói cho ba người biết, nhưng nếu anh Lê Văn Vân đã không muốn giấu ba người, vậy thì chúng tôi sẽ nói rõ cho ba người biết. Ngoài ra, ba người nhất định phải giữ bí mật không được nhắc đến sự tồn tại của chúng tôi với bất kỳ ai, bằng không có thể sẽ gây ra chút rắc rối không cần thiết cho ba người. Lý Vân vội gật đầu đáp, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Xuất lời, hình như ông ta lại nhớ ra điều gì đó, nên nhìn Lê Văn Vân hỏi, Lê Văn Vân, vậy? Lãi suất cao mà chúng tôi đã nợ có cần trả lại nữa không? Lê Văn Vân gật đầu đáp, tất nhiên là không cần trả lại rồi, hạng người cặn bã như lôi tấn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên chú cứ yên tâm. Lý Vân sừng sốt, một giây sau, mắt ông ta và Lý Giai Giao bắt đầu đỏ ửng, nước mắt bỗng tuôn rơi. Đối với người bình thường như bọn họ thì có trời mới biết khoản nợ này đè bọn họ mệt đến nhường nào. Lý Vân chỉ tầm 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa, trông chẳng khác gì người hơn 50 tuổi. Lý Giai Giao là cô gái xinh đẹp như vậy, vì nợ nần dẫn đến gia đình nghèo khó, bình thường cả người hơi tự ti. Chương 613, ý em là sao? Phó Vũ dẫn mấy người lôi tấn rời đi, tất nhiên trước khi đi, anh định tiêu diệt toàn bộ đám người lôi tần này, mấy người ở trấn trên này đã bị bọn họ ức hiếp trong thời gian dài, nên Lê Văn Vân không có ý định giữ bọn họ ở lại. Kể cả Lý Tiểu U cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Phạm Nhược Tuyết là ở lại nơi này để chăm sóc vết thương cho Lê Văn Vân. Căn nhà nhỏ ở giữa núi lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Lê Văn Vân định thuyết phục Lý Vân tới yên tinh sinh sống, nhưng hình như Lý Vân hơi cố chấp, sau đó Phạm Nhược Tuyết bảo phải tiến hành chữa trị cho Lê Văn Vân, nên Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết cùng đi vào một căn phòng. Hàn Phượng đảm nhiệm chức trợ lý cho Phạm Nhược Tuyết. Lúc bà ta tận mắt nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết làm kiểm tra, rửa sạch, rồi băng bó, thậm chí là tiến hành phẫu thuật đơn giản cho Lê Văn Vân một lần nữa, thì cả người Hàn Phượng đã tràn đầy kính phục đối với Phạm Nhược Tuyết. "Bác sĩ Phạm, không ngờ cô còn trẻ như vậy mà y thuật đã cao siêu như thế." Hàn Phượng nói với Phạm Nhược Tuyết lê văn vân nhoẻn miệng cười nói bác sĩ phạm là bác sĩ tốt nhất trên thế giới này này đấy đúng rồi dì hàn dì cũng tới yên kinh cùng tụi cháu đi dẫn người trong nhà của dì cùng đi luôn sau khi tới yên kinh rồi về nơi ở hay tiền bạc gì đó thì dì không cần phải lo lắng cháu sẽ thu xếp ổn thỏa hết cho dì kể cả công việc của người nhà dì và bản thân dì nếu dì muốn đi làm thì cứ việc nói với cháu hàn phượng ngẩn người con người đều muốn sống tốt một chút lê văn vân vừa nói như thế Hàn Phượng đã nhất thời động lòng, bà ta nghiến răng nói, "Vậy, tôi về bàn bạc với người nhà một lát, cậu thấy thế nào?" Lê Văn Vân mỉm cười với bà, "Không thành vấn đề, đúng rồi, gì nhớ đừng tiết lộ chuyện liên quan đến người gác đêm nhé, một chút cũng không được." "Tôi biết rồi," Hàn Phượng đáp rồi gấp gáp rời đi. Đợi bà ta rời đi rồi, Phạm Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, cô cầm một chiếc ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân sờ mũi nói, em cũng ngủ một lát đi, nhìn đôi mắt thâm quầng của em này, gần đây em nhớ anh nhiều lắm à. Anh bớt lại nhảy lại đi, Phạm Nhược Tuyết lườm anh nói, tối nay em ngủ ở đâu? Lê Văn Vân lặng lẽ nói, à, căn phòng này vốn là của Lý Giai Giao, sau khi anh được cứu về thì cô ấy ngủ trên chiếc ghế ở bên ngoài. Nhà bọn họ nhỏ như vậy, hay là, em và anh nằm chen chúc một chút vậy? chúng ta cũng không thể gây thêm rắc rối cho người ta phạm nhược tuyết trợn tròn mắt nhìn thấy ánh mắt bất ổn của cô rồi nhớ lại trước đó tôi tẩn bị cô đâm mười mấy nhát mỗi nhát đều thoát được chỗ hiểm cả người lê văn vân liền co rúm lại vội nói anh chỉ nói đùa thôi sau đó anh trầm ngâm nói đúng rồi cơ thể anh thế nào lúc này phạm nhược tuyết mới ngẫm nghĩ một lát rồi đáp tình huống rất rất xấu so với bất kỳ tình trạng tuôn ra lúc gần chết còn tồi tệ hơn sắc mặt lê văn vân khẽ thay đổi quả thật tuôn ra năng lượng lúc gần chết nói trắng ra là tiêu hao cơ thể của mình khi tiến hành chiến đấu mà sau một lần tiêu hao lợi dụng việc hấp thụ ba mảnh xương rồng lê văn vân lại tiêu hao lần nữa sau đó lại lợi dụng chân khí mà ba mảnh xương rồng mang tới để lao nhanh trong ba tiếng đồng hồ anh không bỏ mạng đã là kỳ tích rồi anh phải mất bao lâu mới có thể bình phục lê văn vân hỏi em cũng không biết nói tóm lại khoảng thời gian tiếp theo, anh phải yên ổn dưỡng thương mới được. Phạm Nhược Tuyết nói, Lê Văn Vân nhíu mày. Lần này anh đã hấp thụ ba mảnh xương rồng, cũng tự tay giết chết Lý Đông Giá, nên có thể lấy được hai mảnh xương trong tay Minh Sùng. Đến lúc đó hấp thụ, anh đoán mình đã có được năng lực tiếp cận đem, đến lúc đó anh có thể bắt tay đi điều tra chuyện liên quan đến đem. chương 614 em nhớ rõ chưa? Lê Văn Vân mỉm cười rồi thở dài, cơ thể anh vẫn cực kỳ yếu ớt, anh bước xuống giường, sau đó sỏ giày vào, đi ra bên ngoài, bất kể thế nào, anh cũng phải cho hai bố con Lý Vân cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh đi tới nhà chính thì phát hiện ra Lý Giai Giao đang nằm đọc sách trên ghế trong nhà chính. Vì sự xuất hiện của Lê Văn Vân nên bình thường cô ấy đều ngủ ở bên này, nhưng cô gái này chẳng hề oán trách. Thấy Lê Văn Vân đi ra ngoài, cô ấy vội đứng dậy, chạy tới bên cạnh dìu Lê Văn Vân, anh Lê Văn Vân, sao anh không nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài làm gì? lê văn vân ngồi xuống ghế rồi nói em cầm đồ của anh tới đây một lát lý giai giao cầm chứng minh thư gì đó của lê văn vân đi tới sau khi đưa cho lê văn vân anh liền rút ra một chiếc thẻ của ngân hàng tân hải rồi đưa cho lý giai giao nói giao giao anh cho em chiếc thẻ này mã pin là xxxxx lý giai giao sửng sốt cô ấy tận mắt nhìn thấy lê văn vân rút ra hai vạn tệ từ chiếc thẻ này rõ ràng trong thẻ này vẫn còn rất nhiều tiền không được em không thể nhận lấy nó. Lý Giai Giao vội phủ nhận. Lê Văn Vân cười nói, anh tặng cho em thì em cứ nhận lấy, bằng không anh sẽ tức giận đấy. Lý Giai Giao mím môi, thấy Lê Văn Vân như vậy, cô ấy đành phải nhận lấy nói, em sẽ không sử dụng số tiền ở bên trong, xem như anh đã tặng quà cho em rồi. Lê Văn Vân không nói gì rồi cười nói, Giao Giao, em là cô gái lương thiện, sau này nhất định phải sáng mắt, đừng tìm đàn ông cặn bã gì đấy làm bạn trai, ở yên kinh có rất nhiều thứ mê hoặc nếu có người dùng tiền để mê hoặc em thì em hãy ném thẳng chiếc thẻ này vào mặt bọn họ hình như lý giai giao vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của lê văn vân cho lắm lê văn vân lại nói tiếp ngoài ra trước khi em tốt nghiệp đại học em không được phép sử dụng chiếc thẻ này đợi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi nếu muốn gây dựng sự nghiệp hay muốn mua thứ gì đó thì có thể tùy ý sử dụng em nhớ rõ chưa lý giai giao gật đầu đáp ừm Lê Văn Vân tặng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải cho Lý Giai Giao, qua mấy ngày chung sống, anh thật sự rất thích cô nhóc này, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng lại nhẫn nại. Lê Văn Vân hoàn toàn xem cô ấy như em ruột của mình, không muốn tương lai cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Đây chính là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, cả nước chỉ có 8 chiếc, có thể huy động tiền vốn cả trăm tỷ ở ngân hàng Tân Hải. Nếu Lý Giai Giao biết sức nặng của chiếc thẻ này, có lẽ cô ấy chết cũng chẳng dám nhận trên thực tế mấy vạn tệ đối với cô ấy đã là con số trên trời rồi huống chi là hơn trăm triệu do đó lê văn vân dứt khoát không nói rõ cho cô ấy biết được vậy em đọc sách tiếp đi anh đi tán gẫu với bố em một lát lê văn vân mỉm cười với cô ấy lý giai giao dìu lê văn vân đi ra bên ngoài bên ngoài nhà có một chiếc đèn lúc này đang phát sáng lý vân đang ngồi dưới chiếc đèn trong tay ông ta đang kẹp một điếu thuốc kém chất lượng mặt đất cũng đầy tàn thuốc. Lê Văn Vân đứng ở cửa, sau khi ngồi xuống, anh liền nói với Lý Giai Giao, Giao Giao, em vào nhà đi. chương 615, vậy để tối nay tôi sẽ tính số người. Cả người Lý Vân cứng đờ, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Bất kỳ người đàn ông nào hoặc bất kỳ người nào cũng sẽ có suy nghĩ này ở dưới đáy lòng. Lê Văn Vân nói tiếp, hơn nữa, cho dù chú thật sự không muốn đổi mặt thì chủ cũng phải nghĩ đến Giai giao chứ, tới yên kinh rồi, Cô ấy có thể sống tốt hơn, được đào tạo tốt hơn, tiền đồ sau này cũng rộng mở hơn. Lý Vân trầm mặc một lát, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, ông ta nhả ra một làn khói rồi nghiến răng nói, "Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn giao giao tới Yên Kinh để sinh sống cùng cậu." Màn đêm tối đen như mực, bầu trời đầy sao, ở thành phố lớn không thể nào nhìn thấy bầu trời đầy sao như thế này. "Được." Dưới bầu trời sao, một căn nhà nhỏ ở giữa núi rừng, có một con đường nhỏ ở vùng quê dưới gian nhà, ánh đèn vàng sáng choang, Lê Văn Vân vẫn mặc đồ của Lý Vân, quần áo đã giặt đến mức hơi bạc màu. Cuối cùng Lý Vân vẫn đồng ý, để sống tốt hơn, để có thể cho Lý Giai Giao được đào tạo tốt hơn, ông đã quyết định theo Lê Văn Vân tới Yên Kinh. Phù, sau khi đưa ra quyết định này, hình như Lý Vân hơi chút được gánh nặng, ông ta rút ra một sấp tiền dày ở trong túi, đây là tiền lương trong tháng này của ông ta, tầm một vạn tệ. Trước khi tới Yên Kinh cùng cậu, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc rượu ở trong gia đình. Lý Vân bỗng lên tiếng, đúng lúc còn một tháng nữa là sinh nhật 40 tuổi của tôi. Lê Văn Vân sửng sốt, nhưng anh hiểu suy nghĩ của Lý Vân. Mấy năm qua, cuộc sống của Lý Vân rất túng thiếu, bình thường gần như là không mời ai tới ăn, có lẽ bạn bè họ hàng qua lại cũng rất ít. Nhà của mình cũng lẻ loi ở chỗ này. Rõ ràng ông ta không hề muốn qua lại, cũng thật sự không dám qua lại, thật ra mấy ngày nay ông ta luôn nghĩ cách mượn tiền, để góp đủ hai vạn, nhưng không một họ hàng bạn bè nào chịu cho ông ta mượn, thậm chí gọi điện thoại cũng chẳng dám nghe. Nghe thấy ông ta muốn mời cơm, Lê Văn Vân liền gật đầu nói, sinh nhật 40 tuổi à, vậy nhất định phải tổ chức mới được, nếu không thì chúng ta đi tìm khách sạn 5 sao rồi mời mấy họ hàng đó qua đấy, để bọn họ chiêm ngưỡng bây giờ chú sống tốt đến cỡ nào. Lý Vân sửng sốt, vội lắc đầu nói, ở đây tôi chỉ có. Chú đừng lo nghĩ chuyện tiền bạc, khách sạn năm sao gần đây nhất nằm ở chỗ nào lê văn vân hỏi đi về phía thị trấn có một khách sạn suối nước nóng năm sao lý vân nhìn lê văn vân nói vậy thì đặt chỗ đó đi lê văn vân cười nói chú đi thông báo với bạn bè của chú đi ngày mai chú hãy dùng tiền của chú đi mua ít bộ đồ đẹp đi rồi chú tính thử xem có bao nhiêu người bạn để ngày mai cháu nhờ người đi đặt tiệc rượu mặc dù lý vân hơi xấu hổ nhưng ông ta vẫn gật đầu đáp vậy để tối nay tôi sẽ tính số người Dứt lời, ông ta lại nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, cảm ơn cậu. Mạng của cháu là do chú cứu, nên chủ đừng cảm thấy áp lực, mạng của cháu đáng giả lắm đấy. Lê Văn Vân cười hì hì đáp. Anh lại trò chuyện rất lâu với Lý Vân, vừa giảm bớt áp lực trong lòng Lý Vân, lại vừa rút ngắn quan hệ với ông ta. Hôm sau, Lý Vân nói ra con số đại khái cho Lê Văn Vân biết, sau đó Lê Văn Vân nhờ Phạm Nhược Tuyết gọi điện thoại, tìm một người ở Yên Kinh đi đặt tiệc rượu cho Lý Vân thời gian mời khách là 5 ngày sau. Mấy ngày nay, Lý Vân và Lý Giai Giao đều rất bận rộn. Bọn họ không ngừng liên lạc với mấy họ hàng lúc trước, định qua lại lần nữa. Nhưng rất nhiều họ hàng thậm chí còn không chịu nhận điện thoại của bọn họ. Không ai muốn qua lại với họ hàng nghèo cũng là chuyện rất bình thường. Audio điện tử võ tấn bền chương 616, sớm muộn gì cũng khôi phục thôi theo cách nói của cô thì Lê Văn Vân hơi không thành thật. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cô lựa chọn ngủ cùng phòng khách với Lý Giai Giao. Ghế dựa trong phòng khách kéo ra hoặc thả xuống đều có thể sử dụng như một chiếc giường, nên hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Dưới sự chữa trị của Phạm Nhược Tuyết và một số thuốc chữa bệnh do người gác đêm đặc chế, mấy ngày sau đó, vết thương của Lê Văn Vân đã lành lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Có mấy vết thương gần như đã lành lại, mặc dù có mấy vết thương sau một tí, nhưng cũng đã lành lại không ít. Tình trạng sức khỏe của Lê Văn Vân đã khôi phục rất nhiều, nhưng tâm trạng anh vẫn không vui. Tính ra từ lúc tuôn ra gần chết đến bây giờ đã gần 10 ngày rồi, trước đây trong quá trình anh sử dụng tuôn ra gần chết thì lần nhanh nhất là 7 ngày đã hoàn toàn bình phục rồi. Chậm nhất cũng chỉ mất tầm nửa tháng mà thôi. Mà tốn nửa tháng là chỉ chân khí trong người anh hoàn toàn khôi phục, nhưng lần này đã qua gần 10 ngày rồi, nhưng cơ thể anh vẫn trống rỗng chẳng hề khôi phục chút chân khí. Cũng may là bây giờ anh đã có đi lại bình thường không còn vấn đề gì to tát, nhưng không thể đi quá lâu mà thôi. Đây cũng là điều Lê Văn Vân lo lắng nhất, anh cảm thấy hình như mình hơi giống người bình thường. Năm ngày sau, mới sáng sớm anh đã bị Phạm Nhược Tuyết gọi dậy, sau khi anh tỉnh dậy, Phạm Nhược Tuyết liền thay thuốc mới cho anh, rồi nhìn tình trạng vết thương nói, hai ba ngày nữa là anh có thể cắt chỉ rồi. Rất nhiều vết thương trên người anh đều khá sâu nên đều phải may lại. Lê Văn Vân gật đầu đáp, nhưng chân khí vẫn chưa khôi phục. Anh đừng sốt ruột, Phạm Nhược Tuyết nói, sớm muộn gì cũng khôi phục thôi. Lê Văn Vân cau mày không nói gì nhiều, Phạm Nhược Tuyết nói, anh hãy thức dậy rồi mau đi rửa mặt đi, chúng ta phải xuất phát tới khách sạn rồi. Lê Văn Vân gật đầu, rồi xuống giường thay đồ. Quần áo đều là đồ mới, bởi vì đồ của Lý Vân không vừa khít như vậy sau khi anh thay đồ xong thì phạm nhược tuyết đi tới rửa mặt cho anh trên thực tế trong mấy ngày nay phạm nhược tuyết là bác sĩ chữa trị chính cho lê văn vân cũng là bảo mẫu của anh toàn bộ việc ăn uống ngủ nghỉ đều do cô chăm sóc kể cả việc tắm rửa vì không cho lê văn vân chạm vào vết thương nên cô đã đích thân lau mình cho lê văn vân quá trình này hai người làm rất tự nhiên dù gì lúc trước lê văn vân bị thương cũng do phạm nhược tuyết xử lý mọi chuyện giúp anh Lý Vân và Lý Giai Giao đều rất vui vẻ, hai người đóng gói rất nhiều thứ. Sau buổi tiệc rượu, bọn họ định không quay về đây nữa mà định đi thẳng tới Yên Kinh cùng mấy người Lê Văn Vân. Còn bên Hàn Phượng cũng định đi cùng mấy người Lê Văn Vân, nhưng bọn họ cần nhiều thời gian để thu dọn hơn. Về phần nhà ở Yên Kinh, Lê Văn Vân đã nhờ Hoàng gia ra thu xếp ổn thỏa giúp bọn họ rồi. Còn bên Hàn Phượng, Lê Văn Vân đã mua cho họ một căn nhà lớn khoảng 180 mét vuông đợi mấy người Hàn Phượng tới Yên Kinh rồi, anh sẽ sắp xếp cụ thể công việc cho người nhà bà ta. Còn bên Lý Vân, tất nhiên tình huống sẽ khác. Lê Văn Vân định để hai người Lý Vân và Lý Giai giao sống thẳng bên mình. Bọn họ xách đồ đi tới bên đường, có một chiếc xe Việt giã đang đậu ở đó. Là xe của Phạm Nhược Tuyết. chương 617, chẳng phải lôi tần bị bắt rồi à? 12 giờ trưa, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tất nhiên, ít nhiều gì người tới cũng cho chút tiền, Lý Giai Giao đang ghi chép lại, đương nhiên cũng không cho nhiều như vậy, người khá khẩm một tí thì cho năm 600, còn người tệ hơn thì cho một 200 cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ Lý Vân không để ý nhiều như vậy. Lê Văn Vân ngồi ở bên cạnh, không ít lời bàn tán lọt vào tai anh. Rốt cuộc Lý Vân này đang làm gì, sao lại đột một chạy tới khách sạn năm sao này để tổ chức tiệc rượu? Đúng đó, chẳng phải trước đây ông ta đã nợ người khác rất nhiều tiền à? sống đến mức keo kiệt bùn xỉn, hai ngày trước còn tới tìm tôi để mượn tiền nữa. Có phải ông ta đã làm chuyện gì phạm pháp rồi không? Đủ lời bàn tán. Sau lưng Lê Văn Vân cũng có người thảo luận về chuyện này. Mấy người đã nghe thấy gì chưa? Có người dè dặt nói, hai ngày trước lúc Lý Vân tới tìm tôi đã nói ông ta và Lý Giai Giao sắp chuyển lên Yên Kinh ở đấy. Chuyển lên Yên Kinh ở ư? Có người ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tôi nghi ngờ người này phát điên rồi ông ta lấy đâu ra tiền chứ chẳng phải lôi tần bị bắt rồi à lôi tần bị bắt rồi nhưng ông ta cũng chẳng có tiền yên kinh là nơi nào cơ chứ người bình thường có thể ở nổi không tôi nghi ngờ không biết có phải lý vân đã làm chuyện gì rồi không mặc kệ ông ta chỉ cần có tiền là được để hôm nào tôi đi mượn tiền ông ta con gái tôi sắp kết hôn rồi lòng người ấy mà phạm nhược viết ngồi bên cạnh lắc đầu lẩm bẩm anh đã sớm nhìn thấu lòng người rồi trước đây trong khoảng thời gian anh kết hôn với nguyễn vũ đồng anh cũng trải qua cuộc sống tồi tệ như vậy lúc đó anh đã hiểu rõ thế giới này chỉ nhận tiền chứ không nhận người bạn có tiền thì bạn chính là ông nội còn bạn không có tiền thì bạn chỉ là cháu bây giờ mọi thứ chỉ đang tái diễn cho anh xem mà thôi hai người lý vân và lý giai giao đang liên tục chào hỏi rất nhiều người lúc trước không muốn liên lạc với bọn họ đã chủ động cầm ly rượu tới mời rượu Lý Vân. Lý Vân rất vui vẻ, không biết có phải là vì hôm nay ông đã tháo dỡ áp lực hay liên lạc lại với mấy họ hàng bạn bè mà ông ta uống say bí tỉ. Tiệc rượu tổ chức cả ngày, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn suối nước nóng, phòng cũng đã đặt xong rồi, người mà Phạm Nhược Tuyết gọi tới đã thanh toán toàn bộ chi phí, còn được tắm suối nước nóng nữa. Lê Văn Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt hai bố con thì trong lòng cũng yên tâm hơn, dù gì anh cũng nợ người ta một mạng. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Phạm Nhược Tuyết bỗng đổ chuông, Phạm Nhược Tuyết lấy điện thoại ra nghe. Hội trường quá ồn ào nên không đeo tai nghe thì hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cô nghe điện thoại tầm 5 phút, rồi bắt đầu nhíu chặt mày, sau khi cúp điện thoại thì nhìn Lê Văn Vân nói, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Chương 618, anh đừng lo lắng không phải, là tin tức bên khu tội ác. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân nói, bên khu tội ác có tin tức truyền ra ngoài, khu tội ác phát hiện ra tung tích của Bùi Ninh Tùng, quả nhiên ông ta đã trốn vào khu tội ác. Lê Văn Vân sửng sốt rồi bĩu môi nói, chẳng phải đây là tin tức tốt à. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu đáp, em vẫn chưa nói xong. Trong lòng Lê Văn Vân hơi run rẩy. Bọn họ phát hiện vị trí của ông ta nằm ở phía đông khu tội ác, mặt khác, ngày đầu tiên đám người Khương Vĩ đến khu tội ác đã mất tích ở phía đông, Phạm Nhược Tuyết ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, số 2 đã đi tìm người kia, quản gia của ông ta nói cho số 2 biết nơi mà đám người Khương Vĩ mất tích, số 2 đã đi tới phía đông để tìm kiếm, rồi cũng mất tích theo, không có một chút tin tức nào. Nghe đến đây, sắc mặt Lê Văn Vân bỗng thay đổi. Sau đó anh bắt đầu trở nên hơi lo lắng. Anh từng ra khỏi khu tội ác nên anh biết rõ tình hình bên phía đông mà, Chiết Thu Vĩ thở dài nói, Phía Đông là nơi tập hợp sát thủ thế giới ngầm, cực kỳ hỗn loạn. Lê Văn Vân gật đầu nói, anh biết, hơn nữa anh đã từng tiếp xúc với mấy thế lực ở phía Đông, bọn họ không dễ đối phó như vậy, chỉ hy vọng bọn họ không phát hiện mấy người khương vĩ có liên quan đến anh. Anh cực kỳ lo lắng nói, nếu chỉ có một mình Ngô Nhiêu thì còn đỡ, dù gì Ngô Nhiêu cũng nằm trong top 5 bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm, cho dù là ở khu tội ác thì dựa vào thực lực của bản thân anh ta, anh ta cũng có thể sống rất thoải mái nhưng anh ta còn dẫn theo chân sau. Nhất là Khương Vĩ và Đỗ Tịch Tịch, bọn họ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong tiểu đội bốn người này, chỉ có một mình Ngô Nghiêu là ra tay được thôi. Anh đừng lo lắng, Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân xua tay nói, bây giờ anh có lo lắng về tình hình này cũng chẳng có tác dụng gì, bên khu tội ác có bao nhiêu người gác đêm? Chuyện này em cũng không biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Phạm Nhược Tuyết đáp Lê Văn Vân thở dài nói, có thì kỳ ở đấy, chắc cũng ổn thôi. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ đến khi anh bình phục lại. chương 619, là anh đang nói đúng không? Tất nhiên điều kiện tiên quyết là sức khỏe anh phải bình phục, có quỷ mới biết phải mất bao lâu thì cơ thể anh mới bình phục lại. Trong lúc bọn họ trò chuyện thì trong sảnh tiệc, mặc dù Lý Vân đã say khướt, nhưng vẫn uống hết ly này đến ly khác. Trong sảnh tiệc vẫn rất ồn ào, đa số bạn của Lý Vân đều là mấy người thôn quê. Ở bên ngoài, người qua lại nghe thấy tiếng ẩm ý như thế thì nhíu chặt mày. Trong lúc Phạm Nhược Tuyết và Lê Văn Vân đang thảo luận thì một chiếc xe ngừng lại ở bãi đậu xe bên đường, sau đó có hai người trẻ tuổi bước xuống xe. Người nam trong khoảng 23 tuổi, còn người nữ thì trong tầm 20 tuổi, có lẽ vẫn là sinh viên, gương mặt vô cùng xinh đẹp, mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài miên man. Sau khi xuống xe, cô ta chủ động đi tới, khoác cánh tay người đàn ông kia. Nghe thấy tiếng ẩm ý ở bên này, hai người đều liếc nhìn vào bên trong, rồi người nữ nhíu mày nói, thiên lược, sao mấy người này giống đồ nhà quê quá vậy? Sau đó trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ. Đồng thời, nhân viên phục vụ khách sạn mặc đồ vest mang giày ra cầm bộ đàm chạy tới, cười xoa nói với hai người, cậu Lý, người đẹp Hà Đình, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Lê Văn Vân nghe thấy cái tên này thì trong lòng hơi chấn động, rõ ràng người nam này tên là Lý Thiên Lược, còn người nữ kia tên là Hà Đình. Hơn nữa dựa theo tên của người nam này, có lẽ cũng là người của nhà họ Lý ở Yên Kinh, chỉ khác có một chữ so với Lý Thiên Vũ. Hà Đình ghét bỏ nhìn về phía sảnh tiệc ở bên cạnh nói, từ khi nào đẳng cấp khách sạn suối nước nóng của các anh lại thấp đến thế, không ngờ lại bắt đầu mở cửa cho nông dân. Sứt lời, cô ta lại nhìn Lý Thiên Lượng nói, Thiên Lược, nếu không thì chúng ta đổi khách sạn khác đi, không ngờ nơi này lại bắt đầu tiếp đãi nông dân, em cảm thấy đẳng cấp của mình bị hạ thấp rồi. Trên mặt nhân viên phục vụ khách sạn hiện lên vẻ lúng túng, anh ta vội nói, "Thật xin lỗi, dù gì chúng tôi cũng là ngành phục vụ, chỉ cần cho tiền thì chúng tôi sẽ đồng ý làm, có lẽ là vị nhà giàu mới nổi nào đó ở bên này mời khách, có đôi lúc chúng tôi cũng không còn cách nào khác, nên mong có thông cảm một chút." Chương 620: Mặt mũi bọn họ sắp bị cô vứt sạch rồi. Có lẽ Hà Đình vẫn khá xinh đẹp nhưng nếu so với phạm nhược tuyết thì vẫn còn kém một chút về phần khí chất thì hoàn toàn bị nổ tung đến mức không còn một chút cặn hà đình cực kỳ tức giận cô ta lườm lê văn vân nói không ngờ anh lại dám nói tôi như thế anh có biết tôi là ai không tôi là hoa khôi của trường đại học yên kinh còn người đứng bên cạnh tôi là lý thiên lượng của nhà họ lý ở yên kinh hoa khôi của trường đại học yên kinh ư lê văn vân bĩu môi nói ai nói thế mèo tự khen mèo dài đuôi à Cô đừng đi khắp nơi nói nữa, đâu có ai ở bên ngoài nói mình là hoa khôi của trường, hơn nữa. Cô đi đâu cũng nói như thế, liệu bên trường đại học Yên Kinh có biết hay không? Mặt mũi bọn họ sắp bị cô vứt sạch rồi. Anh, Hà Đình cực kỳ nổi nóng. Vì là bạn gái của Lý Thiên Lược, nên bình thường có ta sống rất tốt ở trong trường đại học, cũng như ở Yên Kinh, vênh mặt hất hàm sải khiến đến mức biến thành thói quen. Bây giờ bị Lê Văn Vân chỉ vào đầu mắng, nên nhất thời không kịp phản ứng lại, đành phải nhìn về phía Lý Thiên Lượng nói, Thiên Lượng, anh nhìn xem. Lý Thiên Lượng thấy bạn gái của mình bị mắng, cũng cảm thấy hơi mất mặt, anh ta tiến lên hai bước rồi chỉ mặt Lê Văn Vân nói, bây giờ anh hãy quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi ngay. Nhân viên phục vụ khách sạn kia cũng vội nói, người anh em, anh bất nói lại ít câu đi, đây là cậu Lý của nhà họ Lý ở Yên Kinh đấy. Xin lỗi ư? Dựa vào cái gì? Tôi nói sai chỗ nào? mấy bạn của tôi tới đây dùng bữa, tổ chức tiệc rượu, người phụ nữ này như con thiểu năng, chạy tới đây lại nhảy, còn bảo hạ thấp đẳng cấp của cô ta, cô ta thì có đẳng cấp gì, từ một vạn tệ một đêm xuống còn ba nghìn à. Lê Văn Vân khinh bị nhìn Hà Đình nói, hơn nữa, với trình độ này mà ba nghìn một đêm tôi cũng chướng mắt. Lê Văn Vân gần như chỉ vào mặt mắng cô ta là gái đứng đường. Sắc mặt Lý Thiên Lượng cực kỳ khó coi, anh ta vặn cổ, rồi đi ra cốp sau xe lấy gậy bóng chảy ra ngay, sau đó cầm gậy bóng chày chỉ vào Lê Văn Vân nói, danh con, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ theo họ anh. Đừng, tôi không có con trai lớn như anh, Lê Văn Vân hờ hững nói. Nghe thấy câu này, Lý Thiên Lượng tức đến mức thở phì phò, anh ta cầm gậy bóng chày định lao tới. Nhân viên phục vụ khách sạn thấy chuyện bất ổn thì vội ôm chầm lấy Lý Thiên Lượng nói, cậu Lý, anh hãy bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi chẳng phải anh đã ra giá gấp đôi à? thế này đi, tôi sẽ bảo bên khách sạn tiến hành thương lượng với họ, rồi đuổi bọn họ ra ngoài được không? Lý Thiên Lượng nghe thấy câu này sắc mặt mới tốt hơn một tí, rồi lạnh lùng nói: ngoài ra, cậu bảo tên này quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi thì chuyện này mới được bỏ qua. bằng không khách sạn của các cậu đừng hòng mở tiếp được nữa. cậu cũng biết tôi là ai rồi đấy, phá hủy khách sạn năm sao như của các cậu là chuyện dễ như trở bàn tay sắc mặt nhân viên phục vụ khách sạn rất khó coi, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, anh này, anh cũng nghe thấy rồi đấy, cậu Lý này nói sẽ ra giá gấp đổi các anh, anh xem. Nếu không thì anh hãy xin lỗi bọn họ, rồi mức giá gấp đôi này tôi sẽ bồi thường cho các anh. Lê Văn Vân nhìn nhân viên phục vụ khách sạn hỏi, sao thế, cậu có thể thay mặt cho khách sạn các cậu à? Có tiền thì được làm bố các cậu à? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 620